Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Oyanga Technical. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn cách xem hướng đi của ống trên một bản vẽ ống. Tôi hy vọng với những chia sẻ trong video sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn. Sau khi tôi làm video quy tắc tính gốc xoay và hướng của đường ống vào ngày 16 tháng 12 năm 2019. Có nhiều bạn vẫn còn chưa hiểu rõ ống xoay theo hướng nào. Hoặc cũng có một số bạn thắc mắc vẫn chưa hiểu. Việc tự tìm hiểu sẽ làm mất thời gian của các bạn rất là nhiều và đôi khi không đưa đến kết quả như mong đợi. Vì vậy tôi muốn tạo ra video mang tính thảo luận để các bạn có thể hiểu được rõ vấn đề hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cách xem hướng đi của ống trên một bản vẽ ống cụ thể. Việc đầu tiên khi nhìn bản vẽ, các bạn nhớ chú ý ký hiệu hướng bắc của bản vẽ tại vị trí này. Đây chính là hướng bắc của dự án hay công trình có bản vẽ đang sử dụng. Nó có thể trùng hoặc lệch so với hướng bắc trên bản đồ. Chữ N viết tắt từ chữ tiếng Anh, North, có nghĩa tiếng Việt là hướng bắc. Bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết hướng đi của từng đoạn ống trên bản vẽ. Các bạn nhớ chú ý hướng bắc của bản vẽ nhé. Trong video trước tôi đã hướng dẫn các bạn cách vẽ hệ trục lên bản vẽ để dễ hình dung. Nhưng trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng bàn tay phải để tạo nên hệ trục và độ trong không gian, rất là nhanh gọn. Việc đầu tiên các bạn giơ bàn tay phải lên và tạo hệ trục như hình vẽ nhé. Nhớ chú ý hướng của ngón tay trỏ trùng với hướng của chữ N nhé. Khi đó ta có ngón tay trỏ là hướng bắc. Ngón tay giữa chỉ về hướng tây. Ngón tay cái chỉ hướng đi lên. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi từ mặt bích này. Đoạn ống này cùng hướng với ngón tay cái của chúng ta, có nghĩa ống đang đi lên. Đoạn ống nhánh này có hướng trùng với ngón tay giữa của chúng ta, nghĩa là ống đang đi về hướng tây. Đoạn ống chính vẫn đang đi lên. Tới vị trí 6.1 chúng ta sẽ thấy một tam giác có các gạch ngang, nghĩa là đường ống nằm trên một mặt phẳng ngang, nên không thay đổi cao độ, tức là ống không đi lên cũng không đi xuống, mà chỉ đi ngang. Và tại vị trí này ống đã xoay một góc ít độ, ít chính là góc nhọn ngay vị trí 6.1 của tam giác. Việc tính góc ít sẽ được áp dụng công thức tỷ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông, và bảng tính Excel đã được đính kèm dưới link mô tả video nha các bạn. Chúng ta thấy góc của tam giác này có cạnh đối là 200, chúng ta nhập vào bảng tính là 200. Kệ là 925, chúng ta nhập vào ô cạnh kệ là 925. Công thức tính là tan ít bằng đối chia kệ, bằng 200 chia 925. Kết quả bảng tính sẽ cho ra giá trị ít bằng 12 độ. Như vậy ống sẽ đi ngang và lệch một góc 12 độ so với trục bắc nam. Tiếp đó tại vị trí 6.2 ống trùng hướng với ngón cái của chúng ta, nên ống đang đi lên. Chúng ta tiếp tục xét phần còn lại của ống. Các bạn đừng quên giơ bàn tay phải lên và ngón tay trỏ phải trùng với hướng chữ N nhé. Lúc này ngón trỏ chỉ hướng nót, nghĩa là hướng bắc. Ngón giữa chỉ hướng quét, nghĩa là hướng tây. Ngón cái chỉ ấp, nghĩa là hướng đi lên. Từ vị trí 6.2, đường ống cùng hướng với ngón tay cái của chúng ta, nghĩa là đường ống đang đi lên. Sau đó đường ống sẽ chạy ngược hướng với ngón tay giữa của chúng ta, ngón tay giữa đang chỉ hướng tây, ống chạy ngược hướng tây là ống đang hướng về hướng đông. Tại vị trí này, ống trẻ nhánh, một nhánh hướng đi xuống do ngược với hướng ngón tay cái. Một nhánh tiếp tục chạy về hướng đông. Tại vị trí số 6.4 ống đi xuống. Như vậy chúng ta đã giải quyết xong cách đọc hướng đi của đường ống trong bản vẽ ống. Tôi hy vọng, các bạn xem đến đây thì các bạn đã hiểu rõ về cách đọc hướng đi của ống. Những bạn từng thắc mắc chưa hiểu ống xoay theo hướng nào thì đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Những bạn từng buồn rầu chưa hiểu hướng đi của ống như thế nào nhảy lên sung sướng. Và cùng hô to, tôi đã hiểu vấn đề. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tới. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi các video mới nhé.